Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, thời điểm mỗi người sinh ra sẽ đóng một vai trò quan trọng, góp phần kiến tạo nên vận mệnh, công danh sự nghiệp cũng như tài lộc của người đó sau này. Nhiều bậc thầy tử vi số mệnh còn khẳng định rằng không cần đi xem bói mà chỉ cần dựa vào tháng sinh có thể biết được một người giàu có, cuộc sống giàu sang hay nghèo hèn ra sao. Cũng dựa trên góc độ tương tự, nghiên cứu khoa học của một tổ chức nước ngoài cho biết chỉ số thông minh của một người có mối quan hệ nhất định với tháng sinh của người đó. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát tìm hiểu những bí mật về tháng sinh âm lịch của mỗi người. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên, người sinh tháng giêng. Người sinh vào tháng giêng, tức tháng 1 âm lịch, rất giỏi ăn nói, có tài ngoại giao. Họ tạo được ấn tượng tốt với người đối diện nhờ sự chân thành của mình, khi xử lý vấn đề cũng rất nghiêm túc, có trách nhiệm. Tuy nhiên, khi đối mặt với chuyện tình cảm, họ lại dễ bị người khác lừa gạt, lợi dụng. Có lẽ tháng sinh âm lịch này khiến cho mệnh chủ có phần thiếu quyết đoán, cũng không được độc lập trong suy nghĩ và hành động. Họ luôn muốn được yêu thương, che chở, được dựa dẫm. Chuyện tình cảm có thể khiến cho họ trở nên mù quáng. Nếu không thay đổi và mạnh mẽ, quyết đoán với chính bản thân mình thì có lẽ đường tình duyên của người này sẽ còn phải chịu nhiều trắc trở. Trong các mối quan hệ xã giao, người sinh vào tháng giêng không hợp lắm với người tuổi Tỵ và tuổi Thân. Đôi bên có thể xem như oan gia hay đối đầu với nhau, dễ nảy sinh tranh cãi. Nên cân nhắc nếu có ý định bắt đầu mối quan hệ tình cảm hay hợp tác làm ăn với hai con giáp này. Người sinh tháng 2 âm lịch. Xét theo tháng sinh âm lịch thì người này có đường nhân duyên khá tốt, được nhiều người yêu mến, cũng khiến bao người khác phái thầm thương trộm nhớ. Họ có nhiều bạn bè tâm giao giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện mang tính cực đoan, người sinh tháng 2 âm thường có những cách giải quyết độc đáo, vô tiền khoáng hậu. Họ cũng rất có duyên với người sinh năm Tý, không phải yêu thì hận. Giữa hai người luôn tồn tại một mối quan hệ đặc biệt, khó có thể trở thành bạn bè với nhau. Riêng với người tuổi Thìn thì người sinh tháng 2 âm lại khắc khẩu, dễ tranh cãi, bất đồng quan điểm, khó tìm được sự hài hòa giữa hai người. Nhưng lại nhiều oan gia ngõ hẹp hay tình cờ gặp nhau. Theo thời gian, mối quan hệ này có thể dần phát triển thành bạn bè. Người sinh tháng 3 âm lịch. Sinh vào tháng 3 âm lịch này trong năm, bản mệnh là người có tính hướng nội, có phần trầm mặc, ít nói, không giỏi thể hiện tình cảm. Họ sống nội tâm nhưng không có nghĩa là nghèo nàn về tình cảm, chỉ là cách thể hiện của họ hơi khác biệt, sẽ thể hiện qua những hành động mà thôi. Trong cuộc sống, cũng do tính cách trầm lặng, nhút nhát nên đôi khi gặp phải những chuyện hiểu lầm càng khiến cho bản mệnh dễ thu mình lại. Khi gặp chuyện gì khó khăn cũng không dám mở lời nhờ cậy người khác giúp đỡ. Người sinh tháng 3 âm lịch nếu tìm người yêu thì nên thận trọng xem xét để tìm được người phù hợp với mình. Đặc biệt, họ rất khó hòa hợp với người tuổi Mão và tuổi Tuất. Nếu kết đôi thì gia đình khó bề yên ấm hòa thuận, dễ xảy ra trục trặc. Người sinh tháng 4 âm lịch. Nếu tháng sinh âm lịch của bạn là tháng 4 thì có lẽ bạn là người khá lạnh lùng, thường mất khá nhiều thời gian để có thể quen thuộc với người, với việc. Đứng trước các biến cố trong cuộc đời, bạn lại trở nên thiếu kiềm chế cảm xúc, sẽ bốc đồng, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ. Đôi khi, bạn còn bị người khác đánh giá là quá lạnh lùng, khắc nghiệt, bên ngoài tỏ vẻ nhiệt tình, nhưng bên trong lạnh nhạt, vô tâm. Xem tử vi thì thấy người sinh vào tháng 4 âm lịch không hợp làm việc chung với người tuổi Thân hay tuổi Dần. Chuyện hợp tác làm ăn với những con giáp này sẽ dẫn đến đổ bể. Còn nếu yêu đương thì hai con giáp đó có thể sẽ xung đột nhiều với người sinh tháng 4 âm, đôi bên cùng làm tổn thương lẫn nhau. Cuối cùng, tình cảm dần lạnh nhạt mà chia tay. Đường tình duyên của bạn sẽ cực kỳ hanh thông, vượng phát vào khoảng thời gian mùa xuân và mùa hạ. Khả năng thành đôi nên duyên sẽ rất cao.
những cuộc tình bắt đầu vào mùa thu và mùa đông thường gặp phải nhiều chuyện bất lợi. Dù có thành đôi thì sau này cuộc sống cũng nhiều tranh cãi, bất đồng. Những người sinh tháng 5 âm lịch. Người sinh tháng 5 âm lịch này thường không có sự bình tĩnh và sáng suốt trong mọi vấn đề. Chính vì thế nên mệnh chủ sẽ bị kích động, nổi nóng, thiếu kiểm soát với cảm xúc của mình. Mỗi khi gặp chuyện là sẽ tay nhanh hơn não, nói năng, thiếu suy nghĩ, sẽ đắc tội với người khác. Nhưng tính khí nóng nảy nên lúc đó dù có xảy ra chuyện gì thì họ cũng bất chấp. Mặt khác, điều này cũng khiến cho những người sinh tháng 5 âm có sự dũng cảm, dám nhận trách nhiệm, không trốn chạy mỗi khi gặp sai lầm. Tháng 5 và tháng 11 âm lịch hàng năm là thời điểm mà người này sẽ trở nên đa sầu, đa cảm, tự nhiên trở nên gắn bó cực kỳ mật thiết với gia đình, cần được yêu thương và quan tâm chăm sóc, nếu không sẽ cảm thấy cô độc, bị bỏ rơi. Điều này càng thể hiện rõ vào năm Tý hay năm Ngọ. Trong công việc và cuộc sống hàng ngày, nếu có thể thì chớ nên kết giao hay hợp tác làm ăn với người tuổi Tý và tuổi Sửu, kết quả sẽ khó tốt đẹp. Còn về tình duyên, người sinh tháng 5 âm lịch không hợp với những người sinh năm Thìn, năm Ngọ và năm Dậu. Cuộc hôn nhân với những con giáp này sẽ mang tới gánh nặng cho người này, dù là về tinh thần hay vật chất đều không được thoải mái. Người sinh tháng 6 âm lịch. Người sinh vào tháng 6 lịch âm hàng năm là người trung thực, hiền lành nhưng có phần cô độc, xa lánh với mọi người. Tuy nhiên, nếu có ai đắc tội với họ thì đừng mong dễ dàng thoát khỏi, bởi họ là người có thù tất báo. Người này không có tâm hại người nhưng luôn biết cách tự bảo vệ mình. Họ có tinh thần phấn đấu, có ý chí vươn lên, có khả năng phát tài. Bản thân họ biết cách tư duy và sáng tạo ra con đường đi của riêng mình, quyết tâm đến cùng để đi đến thành công. Mặt trái của việc này là đôi lúc họ tỏ ra khá cố chấp, đã muốn thứ gì là phải giành lấy cho bằng được. Trong cuộc sống và tình duyên, con giáp này kỵ nhất là người tuổi Tý, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Mối quan hệ với ba con giáp này có thể mang tới những tranh chấp thị phi, đồn đoán không hay, khó bề hòa hợp với nhau. Người sinh tháng 7 âm lịch. Nếu tháng sinh âm lịch của bạn là tháng 7 âm lịch, bạn là người cẩn thận, chu đáo, luôn lo lắng chu toàn mọi việc, cách đối nhân xử thế cũng không chê vào đâu. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể vì chuyện mình cho là đúng mà trở nên cố chấp, song mọi chuyện bạn làm không phải vì lợi ích bản thân mình mà đều là suy nghĩ cho người khác. Những tranh chấp, bất đồng mà bạn gây ra cũng là vì muốn bảo vệ cho người khác. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn thường là người giỏi ăn nói và phụ trách phần đối ngoại trong nhà. Nhưng suy cho cùng cũng là vì bạn muốn tốt cho người thân của mình mà thôi. Những người sinh tháng 7 âm nên chú ý mối quan hệ với người tuổi Dần, tuổi Tỵ và tuổi Hợi. Nhưng con giáp này có thể kích động những cảm xúc chôn giấu trong lòng của bản mệnh, gây ra những chuyện ngoài sức tưởng tượng. Một điều khá thú vị về tháng sinh âm lịch này đó là mệnh chủ là người thù dai, nhớ lâu, bình thường không động đến ai nhưng cũng không để ai làm hại bản thân mình. Nếu trong trường hợp bị động, bất ngờ bị tấn công thì họ sẽ chờ thời cơ mà phản kích mạnh mẽ để đối phương không còn đường lùi. Những người sinh tháng 8 âm lịch. Người sinh tháng 8 âm lịch thường có sức quyến rũ, hấp dẫn mạnh mẽ với người khác phái. Tuy nhiên, số đào hoa lại gây ra nhiều rắc rối cho người này hơn là chuyện tốt lành. Bởi lẽ, nó khiến cho mệnh chủ sẽ vướng phải những chuyện thị phi liên miên không hồi kết hoặc vì tình cảm mà hao tài, tốn của. Người sinh vào thời điểm này trong năm có nhiều tham vọng, luôn muốn được thỏa mãn những điều mình muốn. Song bề ngoài lại tỏ ra rất lãnh đạm, không quan tâm, là ví dụ điển hình của mẫu người đa nhân cách. Trong cuộc sống và hôn nhân, người này không thích hợp kết giao nên duyên với người tuổi Mão, tuổi Thìn và tuổi Dậu. Đôi bên dễ bất đồng, dẫn tới mâu thuẫn lớn, tình cảm cũng vì thế mà dần rạn nứt. Những người sinh tháng 9 âm lịch. Xem bói tháng sinh âm lịch, người sinh vào tháng 9 trong nóng, ngoài lạnh, luôn tỏ vẻ không quan tâm, nhưng kỳ thực là người có trái tim nhân hậu, luôn muốn giúp đỡ mọi người. Họ không giỏi ăn nói, song đôi khi tò mò muốn tìm hiểu thứ gì mà không biết cách giải quyết, lại gây ra hiểu lầm. Người này có phần vô tâm khi làm việc không quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì. Tuy nhiên, luôn nhớ phải giữ lại đường lui cho mình trong mọi chuyện. Đây cũng có thể coi là điểm hơn người của họ. Có điều, dù làm gì bất thường thì họ cũng không bao giờ giải thích cho hành động của mình,
Cũng chính vì thế nên hay dễ vướng phải chuyện đồn đoán thị phi. Thử thay đổi phong thủy phòng khách để xua đuổi tiểu nhân, tránh thị phi. Những người sinh tháng 9 âm lịch kỵ nhất là người tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Thìn. Đôi bên dễ vì cảm xúc nhất thời mà bỏ qua hết mọi luân thường, đạo lý, gây tan vỡ, sóng gió vùi dập hạnh phúc gia đình. Những người sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm, tiết trời đã sang thu, người có tháng sinh âm lịch này cũng hơi hướng mùa thu khi có ngoại hình xinh đẹp nhưng luôn phảng phất chút buồn thương. Họ là người giỏi ăn nói, có tài ngoại giao, tuy nhiên có phần khắt khe, hay suy nghĩ, nhiều ý tưởng nhưng khó bề thực hiện vì lo lắng quá mức. Chính vì điều này mà đường tình duyên của người sinh tháng 10 âm không mấy thuận lợi. Cuộc sống hôn nhân cũng kém phần yên ả, dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn. Họ không hợp sống chung với trưởng bối trong nhà. Khi chọn bạn đời cho mình nên cân nhắc kỹ càng, nhất là khi gặp người tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tuổi Thìn, tuổi Dậu thì phải tìm hiểu kỹ. Những con giáp này kỵ với người sinh tháng 10 nên gia đình sẽ lục đục, kém yên ấm. Những người sinh tháng 11 âm lịch. Người sinh tháng 11 âm lịch ích kỷ, làm việc gì cũng không mấy rõ ràng hay đơn độc một mình. Họ có tâm lý bài xích khá mạnh, khó gần gũi với người khác. Câu chuyện gì cũng hay giấu trong lòng, họ khiến người khác khó đoán định được mình đang nghĩ gì. Trong cuộc sống gia đình, người sinh vào tháng âm lịch này kỵ nhất là kết đôi với người tuổi Ngọ, tuổi Tý, bởi cuộc sống với hai con giáp này sẽ dễ khiến cho bản mệnh thấy cô đơn, mệt mỏi, yêu không đành mà bỏ cũng không xong, khó có được hạnh phúc. Người sinh tháng 12 âm lịch. Người sinh vào tháng 12 âm lịch trong năm là người biết bảo vệ bản thân mình, độc lập, tự chủ, không dựa dẫm vào ai. Khi quyết định chuyện gì, họ hiếm khi nghe theo lời khuyên của người khác mà luôn giữ vững quan điểm của mình và bảo vệ quan điểm đó. Có nhiều tham vọng và luôn nỗ lực để thực hiện ước mơ. Trong hôn nhân và cuộc sống hàng ngày, vì tính cách cứng nhắc nên họ có thể gặp phải nhiều rắc rối. Tình cảm cũng khó nồng nàn, lãng mạn bởi người này không biết cách thể hiện tình cảm. Cuộc hôn nhân với người tuổi Mùi, tuổi Tuất hay tuổi Tý sẽ khiến cho con giáp này thêm bí bách, suy nghĩ tiêu cực, sẽ dẫn đến những bất hạnh. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.